Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền Quỳ Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Quỳ Châu quán triệt kết luận 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11. Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2015. Tổng kết chương trình 135 và công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Hội thi giao lưu viết chữ đẹp cấp huyện năm 2015-2016. Cuối chương trình là phóng sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát an toàn giao thông ban đêm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2015, huyện Quỳ Châu đã tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện kết luận 114 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan cấp nhà nước và quy định số 5701 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại buổi học tập, các đại biểu cốt cán của huyện đã được nghe các nội dung kế hoạch thực hiện kết luận 114 ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan cấp nhà nước, kế hoạch thực hiện chỉ thị số 49 CTTU ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Đảng ở các vùng dân tộc thiểu số, triển khai kết luận của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả ở các cơ quan cấp nhà nước, báo cáo thực hiện chỉ thị số 03 CTTU của Bộ Chính trị năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016, thông tri của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, qua buổi quán triệt nghị quyết các ngành, đoàn thể, quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả tại cơ sở nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, cần có giải pháp cụ thể, thiết thực, khắc phục tồn tại, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm điểm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, với tinh thần tự giác, trung thực, tránh hình thức, đánh giá được ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, phong cách, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức lối sống, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Chiều cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2015, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức giao ban công tác dân vận năm 2015. Đồng chí Lang Quốc Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị. Công tác dân vận năm 2015 có sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động theo hướng chủ động, tích cực. Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng trong việc tuyên truyền, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, lãnh đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, kỷ niệm 600 năm danh xưng Quỳ Châu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dân vận khéo. Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã chỉ đạo xây dựng 16 mô hình dân vận khéo, trong đó cấp huyện xây dựng 6 mô hình. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác dân vận năm 2015. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới cần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, tăng cường nâng cao công tác nắm tình hình nhân dân, phát huy vai trò của dân vận cơ sở, cần tiếp tục phối hợp tốt giữa công tác dân vận với các ban ngành và lực lượng vũ trang. Chương trình 135 có ý nghĩa thiết thực đối với người dân, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Các xã, thôn bản, đặc biệt khó khăn nói riêng và vùng miền núi nói chung. Đó là ghi nhận trong hội nghị tổng kết chương trình 135 giai đoạn 2011-2015 của huyện Quỳ Châu diễn ra chiều ngày 14 tháng 12 năm 2015. Tham dự buổi tổng kết có đồng chí Lô Xuân Vinh, Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An. Thông qua chương trình 135 trong 5 năm qua, huyện Quỳ Châu
đã xây dựng mới được 77 công trình, duy tu bảo dưỡng 12 công trình với kinh phí hơn 64,3 tỷ đồng. Huyện Quỳ Châu cũng đã hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng để phát triển sản xuất và mở các lớp nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện chương trình 135. Kết quả của chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 53% năm 2011 xuống còn 36% năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người từ 12 triệu đồng tăng lên 19 triệu đồng. Có 100% số xã và 83% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. 66,6% số xã đạt chuẩn y tế. Có 30 trên 37 trường đạt chuẩn quốc gia. Kết thúc giai đoạn 2011-2015, dự kiến có một xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tại buổi tổng kết, đã có nhiều ý kiến chia sẻ những cách làm hay, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ những khó khăn còn bất cập trong việc triển khai 135 tại cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lô Xuân Vinh, Phó Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã ghi nhận những kết quả huyện Quỳ Châu đạt được trong giai đoạn qua. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn những khó khăn sẽ được giải quyết để tiếp tục triển khai giai đoạn mới 2016-2020. Trong đó cần chú trọng có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần phân kỳ để xây dựng các hạng mục cần thiết đầu tư từng năm từ cấp xã, tuyên truyền chính sách, ý nghĩa tầm quan trọng chương trình 135 để nhận được sự chung tay góp sức của nhân dân. Tại buổi tổng kết, Ủy ban dân huyện Quỳ Châu đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011-2015. Sáng ngày 15 tháng 12 năm 2015, huyện Quỳ Châu đã tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lang Văn Chiến, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Quỳ Châu. Thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, kinh tế xã hội của huyện Quỳ Châu ngày càng phát triển. Đời sống đồng bào các dân tộc từng bước cải thiện, bộ mặt nông thôn miền núi thay đổi rõ nét. Giai đoạn qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hơn 142 tỷ đồng cho hộ nghèo, cấp 205 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo với kinh phí hơn 102 tỷ đồng. Huyện Quỳ Châu cũng đã giải quyết chế độ cho hơn 73.000 lượt học sinh với hơn 53 tỷ đồng và 290 tấn gạo. Bên cạnh đó, các chương trình 135 giai đoạn 2 đã đầu tư 77 công trình hạ tầng với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 2.300 nhà ở cho hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 19 tỷ 700 triệu đồng. Dự án Porit giai đoạn 2009-2011 đã đầu tư trên địa bàn huyện Quỳ Châu hơn 53 tỷ đồng. Đề án phát triển kinh tế xã hội nhằm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013-2017 với tổng vốn hỗ trợ 90 tỷ đồng. Các chính sách trên đã có hiệu quả tích cực giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống. Tỷ lệ hộ nghèo từ 53% vào năm 2011 xuống còn 36% năm 2015. Tại buổi tổng kết, huyện Quỳ Châu đã trao khen thưởng cho 12 tập thể và 9 cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2015. Sáng ngày 17 tháng 12 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quỳ Châu tổ chức giao lưu em viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2015-2016. Tham gia buổi giao lưu có cô Nguyễn Thị Châu, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Hội thi giao lưu em viết chữ đẹp cấp tiểu học năm học 2015-2016 diễn ra với sự tham gia của 148 em học sinh thuộc các khối lớp 3, 4, 5 đến từ 16 trường tiểu học trên địa bàn huyện Quỳ Châu. Đây là những gương mặt tiêu biểu đã được tuyển chọn ở giao lưu cấp trường của các trường tiểu học. Các em là những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào viết chữ đẹp ở các trường tiểu học. Tại buổi giao lưu, các em đã trải qua hai bài viết theo hai kiểu chữ. Dưới hình thức, học sinh trình bày bài viết bảng chữ cái theo mẫu cho trước đối với khối lớp 3 và tự nhớ để trình bày bảng chữ cái đối với các em khối lớp 4, 5. Học sinh nghe, viết một đoạn văn theo kiểu chữ viết xiên, nét thanh, nét đậm theo từng khối lớp. Buổi giao lưu
được diễn ra hết sức vui tươi, sinh động, bổ ích và hứng thú để các em thể hiện qua nét chữ và năng khiếu của mình, thể hiện được nét chữ, nét người ngay từ bậc tiểu học. Giao lưu viết chữ đẹp với mục đích tạo điều kiện cho tất cả các em học sinh tiểu học tham gia ngày hội để vui chơi và tự thể hiện khả năng, năng khiếu của mình. Qua đó các em rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và nâng cao tính thẩm mỹ, đồng thời tạo không khí vui tươi trong phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hiện nay, ngoài công tác tuần tra kiểm soát như thường lệ, lực lượng cảnh sát giao thông huyện Quỳ Châu tăng cường tuần tra giao thông vào thời điểm ban đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là sắp đến những ngày lễ, ngày Tết cuối năm. Cứ 7 giờ 30 phút mỗi tháng đều đặn với 10 ca, đội cảnh sát giao thông công an huyện Quỳ Châu lại tổ chức tuần tra vào ban đêm nhằm giữ gìn trật tự an toàn trên địa bàn. Quỳ Châu là địa bàn nhỏ, tuy nhiên các phương tiện tham gia giao thông cũng khá phức tạp, nhất là các tuyến đường trung tâm thị trấn. Với thời điểm về đêm, ngoài các lỗi vi phạm như chở quá tải về người và phương tiện, điển hình nhất là lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép điều khiển phương tiện. Cá biệt có những trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, sử dụng rượu bia. Các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, khi bắt giữ được người vi phạm, ngoài lập biên bản và phạt hành chính, các chiến sĩ cảnh sát còn nhắc nhở và tuyên truyền các lỗi vi phạm để người dân nắm được luật khi tham gia giao thông. Em biết là em đi xe mà em không đội mũ bảo hiểm là em sai rồi. Lần sau em đi ra đường em sẽ đội mũ bảo hiểm. Trong năm 2015, đội cảnh sát giao thông công an huyện Quỳ Châu đã tiến hành tuần tra kiểm soát 216 trường hợp với gần 2.000 lượt cán bộ cảnh sát tham gia. Công tác tuần tra kiểm soát được thực hiện theo đúng luật quy định của pháp luật. Các lỗi vi phạm được đưa về cơ quan cảnh sát lập biên bản, đưa vào hệ thống sổ sách. Các vụ xử lý vi phạm được lưu theo dõi. Thông qua tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 13 vụ, 12 đối tượng, trong đó có bắt giữ 2 vụ tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, cán bộ cảnh sát tuần tra ban đêm còn thu giữ được súng tự chế, côn quay, dao nhọn của các đối tượng thanh thiếu niên. Tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm đã góp phần giảm số vụ tai nạn giao thông diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Quỳ Châu đã chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra công khai kết hợp với hóa trang và tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên mà tham gia giao thông vào buổi đêm vi phạm các những hành vi như nêu trên, để đầu tiên là giáo dục hướng dẫn, thứ hai nữa là răn đe để đảm bảo cái tình hình trật tự giao thông, thứ hai nữa là đảm bảo được các yêu cầu về đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng và ngành công an nói chung. Việc tuần tra kiểm soát ban đêm của công an huyện Quỳ Châu cũng đã góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đạt tỷ lệ trên 90%. Tai nạn giao thông trong năm 2015 giảm cả 3 tiêu chí, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 2 vụ. Số người chết giảm 1, số người bị thương giảm 2. Những kết quả đó cho thấy công an cảnh sát giao thông huyện Quỳ Châu nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng. Chiều ngày 15 tháng 12 năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Châu tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016. Năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự đã làm tốt công tác huấn luyện, diễn tập, đảm bảo đủ quân số theo đúng biên chế, tập huấn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh với quân số tham gia 118 đồng chí. Xây dựng kế hoạch mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 là 229 đồng chí. Đối tượng gia làng, trưởng tộc là 63 đồng chí. Phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, chủ động nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động xử trí khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự, các xã, thị trấn rà soát, kiện toàn tổ chức lực lượng theo đúng luật dân quân tự vệ.
Bước sang năm 2016, Ban Chỉ huy quân sự tập trung một số nội dung trọng tâm. Đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016, nâng cao chất lượng toàn diện về công tác huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỹ thuật, xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao tính cơ động cho lực lượng vũ trang huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, tuyển sinh năm 2016, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu trên giao, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề phát huy truyền thống, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quỳ Châu đã khen thưởng cho 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh truyền Quỳ Châu xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quỳ Châu tại địa chỉ website www.quỳchau.ngan.gov.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.